Tỷ số được nâng lên 2-1 cho Viettel. Nam Hà Nam Định sẽ phải tới làm khách trên sân của Hoàng Anh Gia Lai. Minh Tuấn! Tỷ số được nâng lên 2-1 cho Viettel. Chắc chắn rồi, Vũ Minh Tuấn, người đang mang lại sự bùng nổ. Và Viettel đã nắm bắt được cơ hội trong những phút đá bù giờ. Mọi thứ đã thay đổi sau chiếc thẻ đỏ của Lâm Anh Quang. Và bóng vào và dứt điểm cực nhanh. Tỷ số là 2-1 dành cho đội bóng huấn luyện viên Trương Việt Hoàng. Minh Tuấn sẽ phải nhận thẻ phạt về hành động cởi áo ăn mừng. Nhưng không sao cả, đối với cá nhân anh có lẽ là như vậy. Bóng đập đất nảy lên và Vũ Minh Tuấn có một cú ra chân nhanh như điện. Thắng lợi đã đến rất gần với Viettel. Họ vẫn sẽ bất bại ở V-League sau 3 vòng đấu. Và số điểm sẽ là 7 điểm. Minh Tuấn thực hiện rất nhiều cú đá thành công. Và đây là một cú đá như vậy, rất tuyệt vời. Có lẽ là không cần phải nói thêm gì về cú đá này. Và các bạn hãy nhìn tín hiệu mà Minh Tuấn đưa ra. Đó chính là 14, số áo của Hải Huy, người bạn rất thân của Vũ Minh Tuấn trong màu áo tan Quảng Ninh. Cho dù bây giờ Minh Tuấn đã thi đấu ở Thanh Hóa, ở Viettel, nhưng tình cảm của Minh Tuấn dành cho Hải Huy vẫn là hết sức sâu nặng. Và ngay khi có được bàn thắng đẹp mắt thì Tuấn đã ngay lập tức nghĩ đến người bạn của mình. Và cùng với đó là những cái ôm thân thiết với huấn luyện viên Trương Việt Hoàng, người đã đặt niềm tin cho anh trong trận đấu ngày hôm nay. Một lần nữa chúng ta lại được thấy khả năng sút phạt tuyệt vời của Vũ Minh Tuấn. Tôi là người có may mắn được đi cùng với Vũ Minh Tuấn ở mùa giải AFF Suzuki Cup 2014, chứng kiến Vũ Minh Tuấn và Đinh Thanh Trung trong những buổi tập của đội tuyển quốc gia thì phải thực sự là ấn tượng và khâm phục với khả năng sút phạt của Minh Tuấn. Đây là một cú đá đúng theo kiểu Ronaldo Knuckleball, một cú đá mà không nhiều cầu thủ ở Việt Nam có thể học được kỹ thuật này và thực hiện nó một cách chính xác. Cú đá vừa rồi của Vũ Minh Tuấn thì tôi nghĩ rằng nhịp chạm bóng đầu tiên của Minh Tuấn sau khi được tung vào sân. Vũ Minh Tuấn rất nhanh. Bruno vẫn là Bruno. Đây là những phút cuối rồi nhưng Bruno vẫn tỏ ra cực kỳ nhanh nhẹn. Tiếng chuyền được thực hiện tốt bởi Vũ Minh Tuấn, vừa với đà băng lên của Bruno. Nhưng Bruno đã chần chừ ở nhịp đầu tiên không dứt điểm. Bóng đá Việt Nam với hai lần trở lại sau quãng thời gian nghỉ đều là những trận đấu tại cúp quốc gia, và đó đều là những trận cầu đáng xem. Đường chuyền của Việt Phong, và đó là bàn thắng đánh gục mọi nỗ lực còn lại của BKM Bình Dương. Và cái chuyền ghi bàn tiếp tục tìm đến với Vũ Minh Tuấn. Tỷ số là 4-1. Và như vậy là ở vòng tứ kết cúp quốc gia năm nay, tất cả các trận đấu đều có từ 5 bàn thắng trở lên được ghi trong một trận đấu ở vòng đấu này. Nếu như tận dụng tốt các cơ hội thì Viettel còn có thể thắng đậm hơn nữa. Những diễn biến hấp dẫn của vòng tứ kết, và chúng ta hãy cùng hướng tới vòng bán kết của cúp quốc gia với những cú đầu được đánh giá là còn hấp dẫn hơn. Như vậy là trọng tài Nguyễn Đình Thái đã nổi còi kết thúc trận đấu giữa hai câu lạc bộ Viettel gặp BKM Bình Dương, trận đấu tứ kết cuối cùng của cúp quốc gia Bamboo Airways 2020. Kết quả của trận đấu này, câu lạc bộ Viettel vượt qua BKM Bình Dương. Của Đá Phạt Góc này là Vũ Minh Tuấn. Nguyễn không vào, bóng vẫn trong sân. Tình huống lộn xộn nhưng các cầu thủ áo đỏ vẫn chưa thể đưa bóng vào lưới. Không được, vào! Đây là một cơ hội vừa vào sân và về đội mình đã ghi bàn thắng thứ 3 cho đội chủ nhà Việt Nam. Tình huống lộn xộn trong chung cuộc này của đội bóng vẫn mạnh. Sức ép liên tục của đội áo đỏ đã được tiếp tục cầu và cũng đã lại vào này. Bảo tàng của Vũ Minh Tuấn rất chất lượng. Bóng đã bật người của Bùi Tiến Dũng đến đúng của vị trí của Quang Khải. Và số 14 đã xoay qua Nga rất nhanh và thực hiện cú vô lề từ khoảng cách 4 mét. Đã tới rất nhanh bằng chân trái, đã hạ gục Tuấn Mạnh và một đá mềm đã
đây là một cú đá đúng theo kiểu Ronaldo Knuckleball, cú đá mà không nhiều cầu thủ ở Việt Nam có thể học được kỹ thuật này và thực hiện nó một cách chính xác.